Thấy chưa? Trời đất ơi, bác sĩ tư vấn hay quá ta. Trời ước gì ha, bây giờ mà có cái sản phẩm gì ha mà tổng hợp tất cả những cái nguyên liệu đó ha. Nếu mà có sản phẩm gì thì để cho tôi biết mấy anh ha. Ông nên nhớ là tôi đẻ cho ông hai đứa con mà. Lộng lẫy. Lộng lẫy mà. Đúng rồi. Kinh nghiệm một bụng. Đó, nói đi. Chờ tôi đi. Một phút qua tôi quay lại. Nè, có đấy, thấy rồi chết cho tôi. Cái này hình như là một gói quà nhỏ nhỏ. Nhà sát vách để làm gì? Để khi tối lửa tắt đèn, có chuyện gì chị kêu tôi, đừng có kêu chồng tôi. Mình nên nhớ mà, mình nên nhớ em đẻ cho mình hai đứa con sao nè. Lộng lẫy. Đó. Cho nên kinh nghiệm, hồi đó là tôi cũng bị vậy. Mua này, tặng nhẹ chị luôn. Cho tôi hả? Tặng. Trời ơi, cảm ơn chị nha. Người đàn bà có đứa hai đứa con đẹp lộng lẫy. Thì vậy. Bây giờ tôi phải chạy vô nhà tôi đưa chân út của tôi liền. Mình hả? Xin lỗi nãy lớn tiếng nha. Thầy. Bị cái hơi em lớn tiếng từ đó tới giờ, chứ không phải cái nết em nó giữ. Với lại lâu quá không có cái cảm giác để sức cái gel đó. À gì hả? Để ăn đứa đi biết cảm giác. Những lưu ý khi điều trị trĩ cho phụ nữ mang thai và sau sinh: ăn đủ chất, uống đủ nước để tránh bị táo bón. Lưu ý trong chế độ ăn uống nên tăng cường thực phẩm nhiều chất xơ, rau xanh, hoa quả. Nên kết hợp vận động với nằm nghỉ ngơi một cách hợp lý. Tránh ngồi hoặc đứng quá lâu trong cùng một tư thế. Cần tập thói quen đi tiêu đúng giờ. Vệ sinh sạch bằng nước ấm sau mỗi lần đi tiêu. Có thể sử dụng gel bôi trĩ chiết xuất từ các thảo dược thiên nhiên theo chỉ định của bác sĩ, giúp giảm nhanh các triệu chứng đầu rát, chảy máu, viêm sưng, làm săn xe buổi trĩ.